Sự tức giận của Ronaldo đã được chú ý đến. Nó trở thành tâm điểm của báo chí trong ngày hôm nay và những thông tin khác ngay cả chiến thắng của Manchester United vẫn bị xếp một bên. Điều gì đã xảy ra? Đơn giản là Ronaldo bị thay ra trong thế Man United đang dẫn trước và tiếp tục gây sức ép với đối thủ. Ronaldo chưa có bàn nào trong trận đấu ấy cả và anh đơn giản là muốn tìm một bàn thắng. Ronaldo đã không thể kiềm chế hành động của mình. Khi bước lên băng ghế dự bị, anh còn ném áo khoác xuống đất. Ronaldo không ngồi trên hàng ghế mà bước ra ngồi bậc thang trên khán đài sân vận động. Rangnick sau trận đã chẳng để các phóng viên phải tò mò mà lập tức giải thích. Cậu ấy nói với tôi rằng tại sao lại là tôi, tại sao lại thay tôi ra. Tôi đã bảo cậu ấy, nghe này, tôi phải đưa ra quyết định vì lợi ích của đội bóng. Chúng tôi đã ở trong hoàn cảnh tương tự cách đây 5 ngày, dẫn trước 2 bàn rồi bị gỡ hòa sau 15 phút. Tôi không muốn nó lặp lại thêm một lần nữa, nên là tôi quyết định chơi 5 hậu vệ và để Rashford chơi giạt phải. Chỉ là Ronaldo cảm thấy không vui vì cậu ấy vốn là một cây săn bàn và luôn muốn tìm đến bàn thắng. Nhưng chúng tôi phải đảm bảo đủ nhân lực cho các tình huống tranh chấp trên không ở cuối trận để bảo toàn chiến thắng. Khi Man United có bàn thứ 3, tôi đã quay sang Ronaldo và nói rằng tôi biết cậu muốn tự mình ghi bàn, nhưng một vài năm nữa khi trở thành huấn luyện viên, cậu cũng sẽ phải quyết định giống tôi trong tình cảnh tương tự. Đó là tất cả những gì đã diễn ra. Nó cho thấy Ronaldo đã thực sự tức giận. Nhưng Ralf Rangnick không ngại điều đó. Ông nói chuyện với Ronaldo khi anh đang ở trạng thái ấy. Mọi thứ sau đó được đóng kín trong cánh cửa và dù cho ai vẽ ra điều gì thì đó cũng chỉ là suy đoán của họ. Sự giận dữ này của Ronaldo có thể được tiếp tục bàn tới trong thời gian tới. Nhưng thực tế cả những ai không theo dõi thường xuyên sự nghiệp của cầu thủ người Bồ cũng hiểu đây chẳng phải là điều mới mẻ gì cả. Ronaldo có cách nhìn và động lực về trận đấu rất khác. Và một phần nào đó anh đã luôn đặt trung tâm của mọi thứ xung quanh mình kể từ khi bắt đầu sự nghiệp. Những thành công nối dài đã chứng minh rằng đó không phải là sự tự sướng ngu ngốc, nhưng chắc chắn nó cũng gây ra hàng loạt những rắc rối với những con người mà anh từng làm việc cùng trong quá khứ. Còn nhớ vào năm 2016, năm mà Real Madrid vừa giành được vinh quang với chức vô địch Champions League thứ 11 và bước vào mùa giải mới đầy kiêu hãnh, nhưng có một sự cố đã khiến không ít giấy mực được dành cho nó. Đó là việc Zidane được ca ngợi là dũng cảm khi thay Ronaldo ra trong trận đấu với Las Palmas. Đó là lần đầu tiên sau 7 năm CR7 mới bị thay ra giữa chừng vì lý do chiến thuật, chứ không phải vì Zidane muốn anh dưỡng sức, và nó thực sự đã gây ra chấn động không nhỏ. Rõ ràng hôm đấy không phải là một ngày may mắn của Ronaldo. Khi anh phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn, bao gồm cả hai pha đối mặt với thủ môn đội chủ nhà, Ronaldo khi ấy đã không thèm nhìn mặt Zidane sau khi rời sân. Chưa dừng lại ở đó, những chuyên gia phân tích cầu hình còn chỉ ra rằng siêu sao người Bồ đã văng tục sau lưng huấn luyện viên người Pháp. Tại sao lại là tôi? Tôi làm mọi thứ để đưa câu lạc bộ dẫn trước 2-1 vì lợi ích chết tiệt này. Điều tương tự như những gì anh vừa nói với Rangnick. Sự tức giận của Ronaldo lên đến đỉnh điểm khi Las Palmas có bàn gỡ hòa và những phút cuối và anh được cho đã to tiếng với Zidane trong phòng thay đồ sau trận. Nhưng Zidane sau vài ngày xuất hiện ở buổi họp báo trước trận vòng bảng Champions League gặp Dortmund vẫn bình thản mà chia sẻ. Giờ đây mọi chuyện đã trở lại bình thường. Ronaldo đã giận dữ không chỉ một lần sau trận đấu với Las Palmas, nhưng mọi chuyện đã khép lại. Chúng tôi đang nghĩ về trận đấu với Dortmund. Tôi hiểu được sự quan tâm của báo giới về vụ này, nhưng đó là tất cả. Tôi luôn đưa ra quyết định dựa trên những cầu thủ tốt nhất và chưa bao giờ có ý định thay đổi triết lý của mình. Chúng tôi đã cùng nhau thảo luận về điều này. Tôi chẳng phải là kẻ khờ dại, còn Ronaldo cũng vô cùng thông minh. Cả hai chúng tôi cùng chung một mục tiêu, đó là chiến thắng của đội nhà. Khoảng thời gian phía sau của cả hai vẫn còn nhiều sóng gió. Còn nhớ ở mùa 2017-2018, Ronaldo cũng từng một lần bị truyền thông Tây Ban Nha cho là phớt lờ Zidane khi huấn luyện viên này nói với anh về hành vi trên sân cỏ đang gây áp lực lớn cho các đồng đội. Ronaldo có lẽ muốn nhiều thứ, nhưng ai cũng biết nó không thể được đáp ứng mọi lúc. Một đường truyền tệ từ đồng đội và Ronaldo sẽ giơ hai tay lên quát tháo. Đó là hình ảnh rất quen thuộc khi anh đang ở đỉnh cao ở Real Madrid. Cũng có thêm một lần tương tự mà Zidane đã khiến Ronaldo bị thay ra trong sự giận dữ. Gần rõ ràng là có đến hơn 40 lần Ronaldo từng bị thay ra khi trận đấu chưa kết thúc. Nhưng vấn đề là nếu đội bóng đang dẫn sâu và Ronaldo đã ghi bàn thì việc đó trở nên rất đơn giản và vui vẻ. Hãy tập trung vào diễn biến trên sân, đừng chĩa máy vào tôi. Đó là những gì mà Ronaldo đã nói với nhân viên truyền hình cùng với vẻ mặt giận dữ khi anh bị thay ra phút 83 trận đấu của Real Madrid với Levante. Siêu sao người Bồ Đào Nha không thèm bắt tay ông thầy của mình, nhưng cũng thật kỳ lạ khi đó là trận đấu mà Real Madrid bị gỡ hòa phút 89. Trước khi Rangnick làm điều tương tự với Ronaldo thì người gần nhất từng thay thế anh và khiến siêu sao người Bồ giận dữ chính là Sarri. Thậm chí ông còn làm điều đó tới tận 2 lần. Một lần là phút 82 trận đấu với Lokomotiv Moscow. Huấn luyện viên Maurizio Sarri rút Ronaldo ra khỏi sân, khi đó Juventus đang bị đối thủ cầm hòa 1-1. Cristiano Ronaldo bị huấn luyện viên Sarri rút ra khỏi sân, nhường lại vị trí cho Paulo Dybala. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã cáu gắt ngay trước mặt vị chiến lược gia 60 tuổi. Dybala vào sân thay Ronaldo giúp bà đầm già chơi khởi sắc hơn và Douglas Costa có bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút 90+3. Sarri sau trận đấu đó cho biết Ronaldo đang gặp vấn đề về đầu gối và cần được nghỉ ngơi. Và ông nói rằng
Ronaldo tức giận vì không được khỏe. Chỉ trong chưa đầy một tuần sau đó, Sarri tiếp tục lặp lại điều đấy. Ở trận đấu tiếp theo gặp Milan, Ronaldo tiếp tục bị huấn luyện viên Sarri rút ra nghỉ sớm ngay ở phút 55. Đó đều là thời điểm anh vẫn chưa ghi được bàn thắng và Juventus cũng đang bế tắc trước đối phương. Thế nên tiền đạo người Bồ đã rất khó chịu, vùng vằng tức giận và đi thẳng vào đường hầm. Có những cáo buộc cho rằng CR7 bỏ về sớm trong khi trận đấu còn chưa kết thúc. Sarri sau trận đó tiếp tục công tác truyền thông khi nói rằng Ronaldo không tức giận thì mới là điều đáng lo. Tháng trước cậu ấy gặp chút vấn đề liên quan tới đầu gối. Điều này khiến Ronaldo không có được thể trạng tốt nhất cũng như có thể tập luyện nhiều cùng với các đồng đội. Chính vì thế mà cậu ấy luôn tỏ ra bực bội. Nhưng tất nhiên kết quả sau cùng với Ronaldo và Sarri ra sao, ai cũng rõ. Sau này ở thời Pirlo, Ronaldo cũng từng bị thay ra ở hoàn cảnh tương tự một lần, nhưng chỉ khác là lần này anh vui vẻ. Tháng 5 năm ngoái, Juve thắng Inter 3-2 với các bàn của Ronaldo và cú đúp của Juan Cuadrado. CR7 bị thay ra sớm ở trận này khi nhường chỗ cho Alvaro Morata từ phút 70. Sau trận, Pirlo lập tức chia sẻ về điều này để tránh bị truyền thông mổ xẻ dòm ngó. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên Ronaldo cảm thấy vui khi bị thay ra. Chúng tôi hơi thiếu người và cậu ấy chỉ có thể đuổi theo bóng. Trong phòng thay đồ, Ronaldo đã cười vui vẻ. Tất nhiên sự non nớt của Pirlo trong chuyện huấn luyện cũng khiến anh bị out ngay sau đó. Marc Allegri trở về, Ronaldo cũng rời đi đến Man United. Thực ra Ronaldo đã giận dữ thế này ở Man United từ trước, đâu đó khoảng chừng 13 năm. Đó là một ngày gần cuối mùa 2008-2009 khi anh bị thay ra trong trận derby thành Manchester. Một Ronaldo ở tuổi 24 nông nổi và thiếu kiềm chế trước ống kính máy quay. Lúc ấy Man United khi đó đang cạnh tranh Champions League và Sir Alex muốn dưỡng sức cho Ronaldo. Nhưng ngôi sao trẻ không muốn rời sân sớm, anh giật chiếc áo tập và lộ rõ về thất vọng vì muốn ghi bàn để cạnh tranh giày vàng. Vậy đấy, Ronaldo đã như thế từ tận năm 2009 và ngay cả Sir Alex cũng đã trải qua điều đó cùng cậu học trò của mình. Thực ra phán xét về hành động của Ronaldo thế nào là tùy vào bạn. Đúng hay sai cũng nằm ở tiêu chuẩn khác nhau của mỗi người. Nhưng phải công nhận Ronaldo cũng có một tiêu chuẩn riêng, khiến cho việc nói về cơn giận dữ của anh, thứ vốn rất bình thường cũng được ghi lại và tranh cãi rất nhiều. Chỉ có một điều khó rõ ràng, Ronaldo là cầu thủ khao khát ghi bàn bất chấp. Nếu khi thắng 5-0 và vẫn cảm thấy có thể ghi bàn tiếp, Ronaldo cũng sẽ giận dữ vì bị thay ra. Zidane đã trải qua chuyện đó rồi, sau cùng ông và Ronaldo vẫn dành những lời tốt đẹp cho nhau. Khi bạn làm việc cùng nhau, chấp nhận những điểm thiếu sót của đối phương là một phần, nhưng để biến nó trở thành một điều gì đó tạo ra sự tích cực, bạn hẳn phải là một dạng master của master. Zidane đã thế, Sir Alex thực sự cũng đã thế, Sarri thì không, chẳng biết Ralf Rangnick sẽ như thế nào.